Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu tiết số 1, bài 13, hình chữ nhật. Sách giáo khoa môn toán lớp 8, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bây giờ thì hãy mở sách ra trang số 64 nào. Rồi, như vậy thì trong cái bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về thuật ngữ cũng như là khái niệm về hình chữ nhật này. Ở cái bài toán mở đầu này thì chúng ta sẽ gặp lại nó trong phần vận dụng kem nhé. Ok, mình sẽ đến với cái nội dung thứ nhất, chúng mình tìm hiểu về cái hình chữ nhật. Như vậy chúng ta sẽ đến với nội dung là khái niệm hình chữ nhật và cái tính chất của nó. Trong hoạt động số 1, người ta yêu cầu này, trong các hình dưới đây, hình nào là cái hình chữ nhật và chúng ta giải thích cho tại sao. Đấy, như vậy thì với cái kiến thức hiện có của mình, khi chúng ta đã được học ở đâu, tiểu học, học ở lớp mấy, lớp 6, đấy, thì chúng ta có thể nhận biết được ngay trong ba cái hình ở đây, hình A này, hình B này, hình C này, ba hình này đâu là hình chữ nhật, đúng không nào? Đấy, các em nhận biết được không nhỉ? À, như vậy rõ ràng chúng ta có thể quan sát và nhận biết được ngay hình gì? Hình B này, đúng chưa? Hoạt động số 1 nhá. Mình sẽ nhận biết được ngay hình B sẽ là hình chữ nhật, thầy viết tắt. Vậy thì tại sao? Tại vì gì nhỉ? Các em nhìn thấy đây, 1, 2, 3, 4. Tại vì cái hình chữ nhật này, hình chữ nhật nó có gì? 4 cái góc vuông. Đó, như vậy thì đến đây nó lại nảy sinh những cái vấn đề khác nhé, mà mình cần phải suy nghĩ này. Cái hình vuông có mấy góc vuông nhỉ? À, như vậy hình vuông nó cũng có 4 góc vuông nha, đúng không? Đúng chưa nào? Đấy, vậy cái hình này, hình thoi này, đấy, nó cũng có 4 góc vuông hay gì, đúng không? Nhưng nó chỉ khác một cái điểm ở đây này. Hình chữ nhật có 4 góc vuông, nhưng mà gì, 4 cạnh của nó không bằng nhau. Còn hình vuông có 4 góc vuông nhưng 4 cạnh lại bằng nhau. Đấy, thầy nhắc lại để chúng mình phân biệt được. Và giáo viên hỏi, như vậy thầy thấy hay là cô thấy hình vuông nó có 4 góc vuông mà em? Vậy thì đây có thể là hình vuông được không? À, mình phải phản bác ngay, dạ thưa cô không. Bởi vì sao? Hình vuông có 4 góc vuông nhưng nó lại có 4 cạnh bằng nhau. Đấy, và cái phần này chúng ta sẽ học ở trong cái bài kế tiếp này. Ok, rồi, vậy thì nhiệm vụ của chúng mình ở đây là chỉ ra hình B là hình chữ nhật và giải thích nó có 4 góc vuông. Ok, rồi, vậy thì qua cái này, người ta mới định nghĩa cho mình như sau. Khái niệm về hình chữ nhật này, hình chữ nhật là một tứ giác có 4 góc vuông. Đấy, như vậy thì các em thấy này, nếu một tứ giác mà có 3 góc vuông thì chắc chắn góc còn lại cũng phải là góc gì? Góc vuông. Và tứ giác đó là hình chữ nhật, đúng không? Bởi vì sao nhỉ? Vì tổng các góc trong một tứ giác là bao nhiêu? 360 độ. Mà ba cái góc kia là vuông rồi thì 360 độ trừ đi cái tổng đó thì chắc chắn góc còn lại phải là 90 độ nhá. Ok. Và bạn tròn bạn nhấn này, hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bình hành và của hình thang cân. À, bạn nhấn cái này là liên quan tới hoạt động số mấy? Số 2. Rồi, sang hoạt động 2 này. Hoạt động số 2 nhá. Hình chữ nhật có là hình bình hành không? Có là hình thang cân không? Và chúng mình giải thích cho tại sao. Đấy, như vậy thì các em sẽ thấy này, hình bình hành mình học chưa? Rồi, hình thang cân học chưa? Học luôn rồi, đúng không? Như vậy thì người ta mới hỏi là gì? Nó có là hình bình hành, có là hình thang cân không? Và chúng mình phải giải thích cho tại sao. Đấy, như vậy thì ở đây các em sẽ giải thích như thế nào nhỉ? À, hình chữ nhật nó sẽ là hình bình hành và cũng có là gì? Hình thang cân. Bởi vì sao? Vì nó có tất cả các tính chất của hình bình hành và tất cả các tính chất của hình thang cân. Đó, chẳng hạn như hình bình hành đó, thì nó sẽ có hai cái cặp cạnh đối song song và bằng nhau.
Thì hình chữ nhật đây mình cũng thấy này, cặp cạnh này này, đối này, song song này, bằng nhau này, đúng không? Rồi, hình thang cân thì chúng ta thấy hai cạnh bên bằng nhau, đây cũng có hai cạnh bên bằng nhau này. Đó, và gì? Hình bình hành thì có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, thì anh này cũng sẽ là gì? Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường này, được chưa? Như vậy thì lưu ý cho thầy này nhá. Hình chữ nhật thì có tất cả các tính chất của hình bình hành và của hình thang cân. Ok, rồi. Vậy thì từ cái này thì ta có tính chất sau đây về đường chéo của hình chữ nhật. Trong hình chữ nhật thì hai đường chéo bằng nhau. Đấy, đây nó có lưu ý là khác là hai đường chéo của nó lại gì? Bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Ok, như vậy ta nhận xét này, trong tam giác vuông thì đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng một nửa cạnh huyền. Đấy, trong một tam giác vuông thì đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền. Chúng mình sẽ chứng minh cái điều này trong đâu? Trong cái ví dụ số 1, các em có thể tự đọc. Tự đọc số 1, ví dụ số 1 ở đây. Và kèm theo cái lời giải nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến phần luyện tập 1. Đấy, luyện tập 1. Người ta hỏi cái gì? Cho cái hình chữ nhật ABCD, hai đường chéo ACBD là cắt nhau tại O. Kẻ cái OH này vuông góc với DC. Rồi, chứng minh rằng H là trung điểm của DC. Tức là ta phải chứng minh cho cái gì? Cho cái thằng HD này này bằng thằng HC này này. Đấy, nhiệm vụ của chúng mình là phải chứng minh cho hai cái thằng đó. Được chưa? Rồi, như vậy ở đây chúng ta đến với luyện tập 1 nha. Mình phải chứng minh cho HD nó bằng với HC. Vậy cái này mình chỉ cần xét gì? Xét hai tam giác này này các em. Được chưa? Xét hai cái tam giác. Các em lưu ý này, cái thằng này là hai đường chéo thì nó sẽ cắt nhau tại trung gì? Trung điểm, đúng không? Đấy. Rồi thầy sẽ ghi này, luyện tập 1 đó nhá. Ta có đó này. Ta có này, OA này. Tức là đoạn này bằng đoạn này, đoạn này bằng đoạn này, đúng không? OA bằng OC. Rồi, OD bằng OB. Cái này là cái gì nhỉ? Theo giả thiết, đúng không? Vì AC và BD là hai đường chéo. Ok chưa? Của gì? Của cái hình chữ nhật ABCD. Đó, được chưa? Cho nó chắc chắn nhá. Rồi, như vậy thì đến đây các em có thể xét hai cái tam giác này này. Xét hai tam giác này. Nói chung là sẽ có rất nhiều cách để chúng ta chứng minh cho đoạn này bằng đoạn này. Đấy, nhưng mà đây thầy sẽ chứng minh bằng cái cách là gì? Xét hai cái tam giác. Xét tam giác. Nhớ đây là tam giác vuông đúng không? Đấy, xét tam giác vuông này. ODH, ODH và tam giác vuông OCH. Được chưa? Đấy, chúng mình sẽ có cái gì? Có cái gì nhỉ? Có cái gì trước? Có OH là cạnh trung này. Đấy, đúng chưa? OH là cạnh trung. Vậy thì đây là gì? Cạnh của... Cạnh gì? Cạnh góc. Góc vuông, đúng không? Đúng chưa? Đó, vậy thì đây chính là cạnh góc gì? Góc vuông. Rồi, có OC bằng OD. Đấy, tức là gì? Cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Như vậy thì hai cái đường chéo này nó bằng nhau rồi, mà nó cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì rõ ràng là gì? Thằng OC này sẽ bằng thằng OD, đúng không? Vì sao nhỉ? Vì OC và OD. À, xin lỗi, vì gì? Vì AC và BD. AC và BD là hai đường chéo nhé. Được chưa?
Rồi, vậy thì từ đây mình sẽ suy ra tam giác ODH bằng với tam giác vuông OCH theo trường hợp là gì? Cạnh góc vuông cạnh huyền, hay là cạnh huyền cạnh góc vuông cũng được. Nhớ nha, hai tam giác này không phải là bằng nhau theo trường hợp là cạnh góc cạnh gì đó nhá. Đây là hai tam giác vuông cạnh huyền cạnh góc vuông đó. Trong cái phần là chống mất gốc, thầy cũng đã có nói tới điều này. Vậy thì hai cái tam giác này bằng nhau thì các em sẽ suy ra được là gì? HC bằng với thằng HD. Vì sao nhỉ? À, vì đây là hai cạnh tương ứng nè. Đó, đây là hai cạnh tương ứng. Vậy thì HC bằng HD thì rõ ràng là gì? Mình kết luận được vậy H sẽ là trung điểm, đúng không? Của gì? Của thằng nào? DC. Được chưa? Của DC. Và đây chính là gì? Đạp phải con mèo. Ok. Được chưa? Xong nhá. Rồi, chúng mình đến phần tiếp theo, đó là dấu hiệu nhận biết. Như vậy về cái dấu hiệu nhận biết á, thì chúng ta sẽ có trong hoạt động số 3, cho cái hình bình hành có góc A là vuông, tính các góc BCD, đấy, tứ giác ABCD có là hình chữ nhật hay không, và giải thích cho vì sao. Đấy, như vậy mình sẽ đến với cái hoạt động số 3 này. Người ta cho cái hình chữ nhật ABCD. Hoạt động 3 nhé. Ai cho cái hình chữ nhật này ABCD. Được chưa? A này, B này, C này, D này. Có góc A là vuông, tức là góc này là góc vuông này. Tính các góc B, góc C, góc D. Đấy. Và người ta hỏi cái hình này này có là hình chữ nhật không? Nhớ đây là hình bình hành người ta cho. Vậy thì các em phải tính ở đây này. Hình chữ nhật nó có tất cả các tính chất của gì? Hình bình hành. Đó, vậy thì mình sẽ dựa vào cái đó để mình làm thôi. Vậy thì có phải là gì? Vì, hay là ta có đi. Góc A sẽ bằng góc C, đúng không? Rồi góc B sẽ bằng góc D. Vì sao nhỉ? À, vì đây là hình bình hành, đúng không? Hình bình hành sẽ có hai cặp góc đối bằng nhau. Được chưa? Hình bình hành. Ok chưa? Rồi, như vậy, đến đây rồi, thì mình sẽ thấy này, góc A là vuông thì rõ ràng góc C cũng sẽ là gì? Góc vuông. Đó, suy ra góc A sẽ bằng với góc C và bằng 90 độ. Được chưa? Vậy bây giờ mình chỉ cần tính góc nào? Một trong hai góc này thôi. Mà hai thằng này bằng nhau này. Đấy, ta có này. Tổng các góc trong một tứ giác thì bằng bao nhiêu? À, 360 độ. Như vậy góc A là 90 độ cộng cho góc B. Đấy, cộng cho gì? Cộng cho góc C là 90 độ cộng cho góc D. Đấy, phải bằng bao nhiêu? 360 độ. Mà các em thấy đây này, góc B bằng góc D thì rõ ràng các em sẽ có là 90 là 180 này. Cộng cho hai lần góc B. Được chưa? Vì B, thầy thay B bằng D ở đây bằng 360 độ nhá. Đây, vì góc B bằng với góc D. Đấy, cho rõ ràng. Ok chưa? Như vậy đến đây thì hai lần góc B sẽ bằng 360 đi, làm từng bước trừ đi 180. Vậy thì hai lần của góc B sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 180 độ. Vậy thì góc B 180 độ chia cho 2. Do đó góc B sẽ bằng 90 độ.
Được chưa? Góc B bằng 90 độ. Vậy thì suy ra góc B bằng với góc D bằng 90 độ. Vậy thì rõ ràng là qua cái này mình sẽ thấy là gì? Bốn cái góc này đều bằng 90 độ. Đúng chưa? Đó. Vậy thì mình kết luận này. Vậy hình bình hành nha, hình bình hành A, B, C, D có góc A bằng góc B bằng góc C bằng với góc D và bằng bao nhiêu? 90 độ. Đấy. Thì nó sẽ là gì? Thì nó sẽ là gì nhỉ? Thì nó sẽ là hình chữ nhật. Được không? Đó. Nên A, B, C, D sẽ là hình chữ nhật. Ok. Đó. Vậy thì đây, người ta hỏi cái gì là theo cái gì đây? Theo khái niệm nhá. Được chưa? Đó, cái này là theo khái niệm này. Ok. Rồi. Sang nội dung tiếp theo này. Ta cũng chứng minh được hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. Đó. Và ngoài nhận biết hình chữ nhật bằng định nghĩa, còn có thể nhận biết hình chữ nhật theo dấu hiệu dưới đây. Tức là gì? Mình sẽ có cái dấu hiệu thứ nhất là có bốn góc vuông. Dấu hiệu thứ hai là hình bình hành có một góc vuông. Đó. Nó là hình bình hành chỉ cần có một góc vuông. Rồi. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau. Đấy, các em nhớ nha. Dấu hiệu này, thầy ghi lại nha. Dấu hiệu để chúng mình nhận biết hình chữ nhật. Được chưa? Dấu hiệu để nhận biết hình chữ nhật này. Thứ nhất là gì? Nó có bốn góc vuông. Đấy. Tứ giác có bốn góc vuông. Rồi, cái thứ hai nè. Chỉ cần nó là hình bình hành có mấy? Có một góc vuông. Được chưa? Rồi, và cái thứ ba, nó là hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau. Hình bình hành có hai cái đường chéo như nào? Bằng nhau nhá. Được chưa nào? Đấy, vậy thì đây chính là gì? Dấu hiệu để chúng ta nhận biết. Nhớ nhá. Rồi, tương tự như vậy, các em có thể tự đọc cho thầy ví dụ số 2. Mình sẽ đến với phần luyện tập 2 nào. Cho cái tứ giác có góc này, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, hỏi tứ giác là hình gì và tại sao. Đấy, vậy thì dựa vào cái dấu hiệu thầy vừa nêu xong để chúng mình gì? Bỏ quả xẻ nó, đúng không? Rồi, như vậy ở đây luyện tập 2 này. Tứ giác ABCD có một góc là bao nhiêu? 90 độ, thầy kẻ bằng tay thôi. Đây. A, B, C, D. Đấy, có một góc là 90 độ. Hai đường chéo thì cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Đó, hai đường chéo này. Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Tức là gì? Đoạn này sẽ bằng đoạn này. Đoạn này sẽ bằng với đoạn này. Vậy ta hỏi cái tứ giác này, nó là hình gì? Đó. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy này. Hai cái đường chéo ta có này, hai đường chéo mà cắt nhau tại trung điểm. Được chưa? Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì đây sẽ là hình gì trước nhỉ? Hả? À, đây sẽ là gì? Hình bình hành, đúng không? Đó. Rồi, như vậy mình đã chứng minh đây là hình bình hành. Vì sao? Hình bình hành, dấu hiệu nhận biết hình bình hành là có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Rồi, vậy thì cái hình này đã là hình bình hành rồi mà nó lại có một góc vuông, thì nó lại là hình gì? À, vậy thì ta lại có A, B, C, D. Có một góc vuông, tức là góc A này bằng 90 độ. Vậy thì suy ra A, B, C, D sẽ là hình gì? Hình chữ nhật nhá. Đó, ok chưa?
Tức là gì? Ở đây mình sẽ có hai lần về dấu hiệu nhận biết ạ. Nào, là hình chữ nhật thì chỉ cần hình bình hành có một góc vuông, được chưa? Đấy, như vậy thì cái bài toán này thì chúng ta phải gì? Dựa vào cái dữ liệu người ta cho cắt nhau tại trung điểm mỗi đường để mình khẳng định cái tứ giác này nó là hình bình hành. Và cái thứ hai là gì? Mình cho nó có một góc vuông thì nó sẽ là hình chữ nhật, dựa theo dấu hiệu nhận biết nhé. Rồi, và người ta nhận xét sau hoạt động này, nếu tam giác có một đường trung tuyến bằng nửa cạnh tương ứng thì nó sẽ là tam giác vuông. Hãy chú ý cái này nha. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ quay lại cái bài toán mở đầu. Hãy trả lời câu hỏi trong tình huống mở đầu. Đây, tình huống mở đầu của người ta cho mình. Được chưa? Đấy, tình huống mở đầu tôi cho này. Hai cái thanh tre bằng nhau. Hai thanh tre bằng nhau, chú ý này. Thanh tre bằng nhau rồi, gắn với nhau tại trung điểm mỗi đường. Đó, như vậy đây này, ta gắn với nhau tại trung điểm đây này. Thì có phải là gì? Đoạn này bằng đoạn này, đoạn này phải bằng đoạn này, đúng không? Rồi, khi các đầu mút của hai thanh tre tạo thành bốn đỉnh của một tứ giác thì đó sẽ là hình gì? Đấy, các đầu mút này, các đầu mút này, thì đây thầy sẽ dùng luôn cái anh này thầy kẻ nhé. Đấy, các đầu mút của thanh tre tức là gì? Cái phần đầu của các thanh tre đây đã gắn với nhau tạo thành một cái tứ giác như thế này, đúng chưa? Được chưa nào? Đấy, nó tạo thành một tứ giác như thế này. Vậy thì người ta hỏi cái tứ giác này này nó là hình gì và chúng mình phải giải thích cho tại sao. Đó, như vậy thì mình thấy đây này, như vậy đây này, cái tứ giác này có mấy? Có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, được chưa? Tứ giác này có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại đâu? Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Thì sao nhỉ? Thì nó sẽ là gì? Hình chữ nhật. Đấy. Thì cái tứ giác này sẽ là hình chữ nhật. Đó, kem dựa vào đâu? Dựa vào dấu hiệu nhận biết để chúng ta chỉ ra cái điều này. Được chưa? Đây, dấu hiệu nhận biết thầy lại vừa quay lại nữa. Hai đường chéo. Đây là hình bình hành có hai đường chéo phải bằng nhau. Đấy, nhưng mà đây là gì? Người ta cho nó là gì? Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Đó, thấy chưa? Như vậy này, trong tam giác vuông, đây, chúng ta dựa vào dấu hiệu này nhé. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường này thì nó sẽ là hình gì? Hình chữ nhật. Ổn chưa? Được chưa? Được chưa? Đấy, bởi vì sao? Hai thanh tre này là gì? Nó bằng nhau. Hai thanh tre này bằng nhau và nó lại cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì nó sẽ là hình chữ nhật. Được chưa? Đảm bảo yếu tố này chưa nào? Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Ok. Rồi, như vậy thì tóm lại ở trong cái bài này thì chúng ta chỉ cần nhớ được cho thầy ba cái gạch đầu dòng đây. Cách để chúng ta chứng minh một tứ giác là hình chữ nhật, nó có bốn góc vuông, hoặc tứ giác đó phải là hình bình hành có một góc vuông, hoặc tứ giác đó là hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau. Ok. Được chưa nào? Rồi, và hẹn gặp lại các em ở trong tiết bài tập nhé.